Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Xây dựng điểm tái định cư Lũng Chớ cần đảm bảo không gian, cảnh quan môi trường. Đây là chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong khi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại huyện Simacai. Thực hiện dự án 5, trên 43.700 hộ trong cả nước đã được hỗ trợ làm mới, sửa chữa nhà ở. Anh Cổ Tiến Quang, tấm gương mưu trí dũng cảm cứu 15 người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm do thiên tai. Tin trong nước và thế giới, bức tranh panorama chào mừng 70 năm ngày giải phóng thủ đô. Đông Nam Á trong cuộc đua trung tâm dữ liệu AI. Sau đây là nội dung chi tiết. Việc xây dựng điểm tái định cư Lũng Chớ cần đảm bảo không gian, cảnh quan môi trường. Đây là chỉ đạo của đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong buổi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả hoàn lưu cơn bão số 3 tại huyện Simacai vào ngày 3 tháng 10. Khu tái định cư Lũng Chớ, xã Lũng Thần có tổng diện tích hơn 16 ha với đầy đủ hạ tầng điện, nước, các tiêu chí văn hóa, điểm trường học, đảm bảo chỗ ở cho 67 hộ dân thuộc cụm dân cư Lầu Chí Chủ, Ta Pa Trải và Linh Xui Thàng và dự phòng một số khu vực khác. Khảo sát trực tiếp tại vị trí dự kiến xây dựng khu tái định cư, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong yêu cầu địa phương phải khảo sát, đánh giá kỹ lưỡng về mọi mặt, nhất là yếu tố an toàn, thuận lợi cho người dân. Việc quy hoạch xây dựng khu tái định cư hạn chế thấp nhất việc san gạt đất ảnh hưởng tới môi trường. Khu tái định cư mới phải đảm bảo không gian, cảnh quan môi trường, mang bản sắc văn hóa và gắn với phát triển du lịch địa phương. Ngày 3 tháng 10, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố triển khai dự án 5 hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Lào Cai có lãnh đạo một số sở ngành địa phương liên quan. Thực hiện dự án 5 từ đầu chương trình đến nay, các tỉnh đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa nhà cho 43.754 hộ, đạt hơn 47% so với đề án của các tỉnh, đạt 34,51% so với kế hoạch giai đoạn 2022-2025 của chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Đối với Lào Cai, dự án được triển khai tại 4 huyện Bát Sát, Mường Khương, Bắc Hà và Simacai. Từ năm 2023 đến nay, đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 3.425 nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân nguồn vốn trung ương cấp năm 2023 và hơn 77% năm 2024. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án 5, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh yêu cầu các bộ, ban, ngành liên quan và các địa phương cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa. Các địa phương rà soát lại số lượng, danh mục, hình thức, nhu cầu, khẩn trương phê duyệt và phân bổ hết nguồn vốn. Kêu gọi các tổ chức xã hội tham gia hỗ trợ với mọi hình thức, sắp xếp thứ tự ưu tiên, hỗ trợ cho phù hợp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Sáng ngày 3 tháng 10, Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội thảo các chuyên đề của đề tài nghiên cứu khoa học, giải pháp phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Tại hội thảo, các đại biểu phân tích, làm rõ các chuyên đề của đề tài, gồm cơ sở lý luận về doanh nghiệp ngoài nhà nước, về phát triển đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, thực trạng phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai, đề xuất một số cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cung cấp thêm cơ sở lý luận và thực tiễn, đưa ra giải pháp có tính khả thi cao. Đây là cơ sở để đề tài nghiên cứu khoa học của Đảng ủy khối sớm được hoàn thiện toàn diện, có chất lượng, góp phần thực hiện hiệu quả đề án số 24 ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Tỉnh ủy về xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết số 21 của Trung ương về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Thưa quý vị, trong những ngày mưa lũ do hoàn lưu cơn bão số 3 vừa qua, tại các vùng trọng điểm thiên tai của tỉnh đã xuất hiện nhiều tấm gương mưu trí dũng cảm, không quản hiểm nguy, tất cả vì sự an toàn của nhân dân.
nhanh trí dùng thuyền máy của gia đình giải cứu được 15 người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Anh Cổ Tiến Quang, người dân Bản Mủng, xã Tân Dương, huyện Bảo Yên, được chúng tôi giới thiệu trong phóng sự sau là một trong những tấm gương như thế. Ngày 10 tháng 9, bất chấp trời mưa xối xả, dòng nước chảy xiết, anh Cổ Tiến Quang đã lái thuyền máy của gia đình vượt hơn 7 km, kịp thời tiếp cận và đưa gia đình bà Nguyễn Thị Dung ở tổ dân phố 2A thị trấn Phố Giàng đến nơi tạm lánh an toàn, trước khi ngôi nhà của gia đình bà Dung chìm trong biển nước. Đầu tiên mình cũng lo lắng là phải làm sao mà phải cứu được người vào bờ an toàn nhất là có thể. Nhưng mà đến lúc nghĩ đến xuống nhìn nước là nó cũng xiết, nó cũng ghê. Và đến lúc qua sau được đưa hai cô chú đây vào đến bờ phát là cảm giác nhẹ người đi. Không biết nói gì ngoài từ cảm ơn, mà cũng chỉ mong rằng người dân Việt Nam mình càng thương yêu nhau hơn, càng đoàn kết hơn và càng có những tấm lòng vàng như thế này để cứu giúp người dân trong những lúc hoạn nạn. Với những người có nhiều năm gắn bó với nghề sông nước, để lái được thuyền vào thời điểm mưa bão như thế cũng không phải là điều dễ dàng. Ngoài kinh nghiệm, còn rất cần sự mưu trí dũng cảm. Bất chấp hiểm nguy, anh Quang lại tiếp tục cùng các lực lượng kịp thời tiếp cận và đưa được hai hộ gia đình với 10 nhân khẩu đến nơi tạm trú an toàn. Nếu như nói về đi một cái thuyền bé mà với cái thời tiết, thời điểm mà lũ nó chảy xiết như thế, đấy là một kỳ tích. Phải nói là các cháu là một người đều phải nói tay lái thuyền, các cháu đều cứng hết thì mới vượt được cái dòng này. Đồng chí ở Quang, ở Bản Mủng, xã Tân Dương là con người rất là nhiệt tình, xung phong khi cái trao đổi về cái nhiệm vụ là cứu hộ cứu nạn ấy, thì đồng chí cũng đã xung phong đi, rất là nguy hiểm. Nhưng mà bản thân chúng tôi cũng rất cố gắng và đồng chí Quang cũng là rất cố gắng và đồng chí đã thể hiện được cái bản lĩnh và cái tinh thần. Tích cực tham gia cứu hộ người dân bị nạn. Suốt những ngày mưa bão, anh Cổ Tiến Quang cũng luôn thường trực cùng chính quyền, các lực lượng, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn, vận chuyển hàng hóa cứu trợ đến bà con. Giữa muôn vàn khó khăn và nguy hiểm, hành động đẹp của anh Cổ Tiến Quang đã trở thành nguồn năng lượng tích cực, kết nối cộng đồng, cùng chung tay vượt qua cơn hoạn nạn. Tính đến 15 giờ ngày 3 tháng 10, Ban Vận động Cứu trợ tỉnh đã tiếp nhận đăng ký và ủng hộ của hơn 6.800 tập thể cá nhân, các cơ quan doanh nghiệp với tổng số tiền 305,2 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ Cứu trợ Trung ương hỗ trợ 180 tỷ đồng, các cơ quan đơn vị tổ chức nhà hảo tâm 125,2 tỷ đồng. Đến nay, Ban Vận động Cứu trợ tỉnh đã phân bổ trên 267 tỷ đồng để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Tại Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các huyện, thị xã, thành phố cũng đã tiếp nhận tiền mặt và thông qua tài khoản cấp huyện 36,8 tỷ đồng. Cấp xã, phường, thị trấn tiếp nhận trực tiếp 15,3 tỷ đồng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp nhận và điều phối khoảng 512 đoàn ủng hộ các nhu yếu phẩm thiết yếu đồ dùng, ước trị giá khoảng 60 tỷ đồng. Các huyện, thị xã, thành phố cũng tiếp nhận hơn 2.000 đoàn ủng hộ nhân dân. Nhiều đơn vị mạnh thường quân trực tiếp đến ủng hộ nhân dân ở các địa bàn bị thiên tai và bị ảnh hưởng. Từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10, đồn biên phòng Y Tý phối hợp với công đoàn cơ sở bảo hiểm quân đội tổ chức chương trình nâng bước em tới trường sau ngày bão lũ tại trường mầm non A Lù, huyện Bát Sát. Tại chương trình, công đoàn cơ sở bảo hiểm quân đội cùng cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Y Tý lắp đặt sân chơi, lát lại sàn nhà cho 3 lớp học của điểm trường Ngải Thầu Thượng bị sạt lở, đồng thời trao quà động viên các thầy cô giáo của 7 điểm trường mầm non và 1 điểm trường tiểu học, thăm hỏi 2 gia đình bị mất người thân do mưa lũ và sạt lở đất. Tổng kinh phí cho chương trình khoảng 200 triệu đồng từ nguồn quỹ Vạn Bàn Tay Triệu Tấm Lòng do đoàn viên công đoàn, công ty bảo hiểm quân đội đóng góp ủng hộ. Qua đó giúp thầy và trò các nhà trường trên địa bàn xã A Lù vơi bớt khó khăn, ổn định học tập trở lại sau mưa lũ. Thưa quý vị và các bạn, vào thu, đồng bào Giấy ở Bát Sát lại nhộn nhịp làm bánh nướng. Theo người dân bản địa, loại bánh này đã được bà con làm cách đây vài chục năm. Không chỉ làm món bánh truyền thống mỗi dịp Tết Trung Thu, phụ nữ người Giấy ở Mường Hum còn khéo léo giữ nghề để thức quà mộc mạc của quê hương mình trở thành hàng hóa hút khách trên thị trường. Mỡ lợn đen bản địa, đậu xanh loại tuyển chọn, bột mì, trứng cũng được lựa chọn kỹ càng. Để làm một mẻ bánh nướng thơm ngon, chị Hà đã phải chuẩn bị nguyên liệu từ sáng sớm, tự tay sơ chế nguyên liệu theo công thức riêng của gia đình.
từ các cái nguyên liệu rất là chất lượng là thứ nhất. Thứ hai là mình làm theo một cái truyền thống của thủ công từ ngày xưa đấy, mình cứ làm thủ công, tất cả các công đoạn là mình làm thủ công hết đó. Tự hào là mừng hôm này có cái truyền thống làm cái bánh này á. Tôi mong muốn là cái bánh này ngày càng phát triển hơn ấy. Làm bánh nướng truyền thống, từng khâu cần tỉ mỉ chính xác mới cho hương vị bánh thơm ngon như ý. Vỏ bánh muốn mềm ẩm thì tỷ lệ trứng và bột phải hợp lý. Nếu không có kinh nghiệm, tỷ lệ sai lệch, vỏ bánh sẽ bị cứng khi nướng lên sẽ bị vỡ. Hay như khâu xên nhân cũng không thể làm vội, mất tới hàng tiếng đồng hồ. Đỗ được đồ chín, xên mịn như bột rồi nặn thành hình tròn theo kích cỡ bánh đã định trước. Người Giấy của Mường Hung thì có những cái công thức làm bánh rất là đặc trưng và ăn cái bánh nó rất là thơm ngon, vỏ bánh rất là ngon. Và nó có thể nói là ăn khác so với bánh ở những vùng miền khác. Chúng mình cũng rất là bán rất là nhiều trên cái trang mạng Facebook. Vâng, và cũng quảng bá đến bạn bè mình rất là nhiều. Mình gửi đến bạn bè mình ăn thử và từ đó thì các bạn bè mình cũng giới thiệu mọi người đến mua rất là nhiều. Mường Hung có khoảng hơn 10 hộ làm bánh nướng với mục đích kinh doanh. Ngoài bánh nướng truyền thống, bà con cũng sáng tạo thêm nhiều hương vị mới nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, hòa quyện vị ngon từ những nguyên liệu tự nhiên. Cơ bản chứng kiến rất là quan tâm, thường xuyên chỉ đạo các ngành đoàn thể tuyên truyền bà con luôn luôn giữ gìn truyền thống làm bánh cũng như là làm bánh có chất lượng. Và đặc biệt trong thời gian tới thì xã cũng đang đề xuất để thành lập cái tổ truyền thống làm bánh và đưa vào sản phẩm OCOP trong thời gian tới. Những chiếc bánh nướng thành phẩm được gói trong giấy mộc mạc chẳng cầu kỳ nhưng vẫn tạo được sức hút vô cùng đặc biệt. Sự mộc mạc ấy là nét riêng mà bà con người Giấy Mường Hung muốn giữ lại cho món bánh nướng quê mình. Tiếp theo chương trình, Đắk Nông xây dựng bản đồ du lịch điện tử. Tàu du lịch quanh thế giới khởi hành sau 4 tháng mắc kẹt. Một bức tranh panorama khổng lồ dài 12m, cao 3,5m đang được các họa sĩ của Hà Nội gấp rút hoàn thành, hứa hẹn sẽ là một công trình ý nghĩa nhân kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô. Những ngày này, tại một góc của con phố Trúc Bạch, 60 họa sĩ của thủ đô Hà Nội đang gấp rút hoàn thiện bức tranh panorama khổng lồ để kịp trưng bày vào đúng dịp chào mừng kỷ niệm 70 năm giải phóng thủ đô. Ba trường đoạn của bức tranh biểu trưng cho ba giai đoạn phát triển của thủ đô với những dấu ấn không thể nào quên. Bức tranh đặc biệt này sẽ được triển lãm từ ngày mùng 5 đến mùng 10 tháng 10 năm 2024 tại khu phố ẩm thực đêm Đảo Ngọc, Ngũ Xá, giúp những người yêu Hà Nội cùng tìm hiểu về văn hóa lịch sử của thủ đô thông qua hình thức nghệ thuật cộng đồng. Tỉnh Đắk Nông đã nghiên cứu xây dựng bản đồ du lịch điện tử. Đây là một điểm nhấn chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch của địa phương. Hệ thống bản đồ du lịch điện tử của Đắk Nông được xây dựng với dữ liệu phong phú, bao gồm tài nguyên du lịch tự nhiên, nhân văn, điểm và tuyến du lịch, luồng khách cùng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch. Đặc biệt, 51 điểm du lịch đã được lựa chọn và mô tả chi tiết qua dữ liệu văn bản, ảnh, video và thông tin về vị trí, địa chỉ. Ứng dụng còn cho phép người dùng giám sát, chia sẻ, nhận xét, đánh giá thông tin các địa điểm du lịch, lưu trú, nhà hàng, giúp người sử dụng dễ dàng trải nghiệm các dịch vụ tốt nhất khi đi du lịch. Nghệ nhân không chỉ là những người tạo ra các tác phẩm nghệ thuật mà còn có vai trò quan trọng trong việc duy trì và phát triển những giá trị văn hóa của dân tộc. Ở xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La có một nghệ nhân như thế, được người dân yêu mến gọi với cái tên người giữ hồn then. Bước qua tuổi 70, nghệ nhân Điêu Văn Bình đã có hơn 40 năm sưu tầm, nghiên cứu và nắm giữ nhiều tác phẩm hát then của dân tộc Thái nói chung, dân tộc Thái Trắng nói riêng. Ông góp mặt trong hầu hết các lễ Kin Pang Then, lễ gội đầu, lễ hội đua thuyền truyền thống của dân tộc Thái ở Quỳnh Nhai. Như là tôi là muốn là dựng lại những cái dòng cổ, dòng hát của tôi, như là những cái bài văn, bài viết của tôi để truyền lại cho các cháu. Như ai có mong muốn học thì tôi dạy, tôi sẽ dạy ngay cả chữ Thái tôi cũng dạy được. Đồng chí Điêu Văn Minh là cái người là
đầu tiên của huyện và xây dựng được những cái kịch bản và xây dựng được cái những cái bài thợ, bài cúng này, những cái bài hát then này đối với các ngày lễ hội. Lo lắng những làn điệu dân ca truyền thống dân tộc sẽ bị mai một bởi làn sóng kinh tế thị trường, nghệ nhân nhân dân Điêu Văn Minh luôn nỗ lực để truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, để họ biết đến hát then nhiều hơn, thêm yêu nét đẹp văn hóa dân tộc Thái, cùng gìn giữ, phát huy làn điệu then truyền thống. Riêng ông Điêu Văn Minh là ông là một người rất có tâm huyết cho chúng tôi, ông là người then ở Quỳnh Nhai đây truyền dạy cho chúng tôi cũng rất là có tình cảm và rất là mong ông sao có sức khỏe sau này ông truyền dạy cho nhiều con cháu hơn nữa. Nghệ nhân Điêu Văn Minh đã ghi dấu với nhiều tác phẩm đặc sắc như đạt giải A hát then cổ tại Liên hoan hát then đàn tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái toàn quốc năm 2018, giải A tại Liên hoan nghệ thuật hát then đàn tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam năm 2015. Ở cái tuổi xưa nay hiếm, người nghệ nhân tâm huyết này vẫn miệt mài trên hành trình bảo tồn, gìn giữ những giá trị văn hóa của dân tộc để những điệu then sẽ trường tồn mãi với thời gian. Tin quốc tế, vừa qua, 4 ngân hàng tư nhân của Nhật Bản đã công bố tham gia Agora, một dự án công tư quốc tế nhằm thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới bằng tiền kỹ thuật số do Ngân hàng Thanh toán Quốc tế dẫn đầu. Dự án Agora được BIS khởi động từ tháng 4 năm nay nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển tiền quốc tế, cắt giảm chi phí và tăng cường tính minh bạch. Cho đến nay, đã có nhiều tổ chức tài chính lớn tham gia, trong đó có 7 ngân hàng trung ương và khoảng 40 ngân hàng tổ chức tài chính tư nhân. 4 ngân hàng tư nhân của Nhật Bản đã tham gia dự án, bên cạnh các công ty thẻ tín dụng của Mỹ là Visa và Mastercard cùng nhiều tổ chức tài chính khác đến từ Đức, Pháp và Anh. Năm 2024 được dự đoán chứng kiến sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu để đáp ứng nhu cầu phát triển dịch vụ đám mây và trí tuệ nhân tạo. Sự dịch chuyển của những gã khổng lồ công nghệ tới châu Á, đặc biệt Đông Nam Á, bắt đầu thấy rõ với loạt động thái mới nhất từ Google. Sau thông báo đầu tư 1 tỷ đô la Mỹ vào Thái Lan để xây dựng trung tâm dữ liệu và đám mây, Google tiếp tục công bố kế hoạch rót 2 tỷ đô la Mỹ vào dịch vụ đám mây chủ quyền tại Malaysia. Google cho biết khoản đầu tư của họ vào Malaysia sẽ tạo ra 26.500 việc làm và đóng góp hơn 3 tỷ đô la Mỹ vào GDP nền kinh tế của nước này vào năm 2030. Các động thái của Google là một phần trong quá trình mở rộng hơn nữa của các công ty công nghệ toàn cầu vào Đông Nam Á. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã cảnh báo về việc hệ thống y tế Liban quá tải, đồng thời kêu gọi các nước tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho quốc gia này. Tổng Giám đốc WHO nhấn mạnh, hệ thống y tế của Liban đã suy yếu nghiêm trọng do ngày càng có nhiều người bị thương trong các cuộc tấn công liên tiếp của Israel. Hiện WHO đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế Liban để đảm bảo cung ứng đủ thuốc men và đào tạo nhân viên y tế kỹ năng điều trị nhiều người bị thương cùng lúc. Trong khi đó, 9 tổ chức phi chính phủ của Thổ Nhĩ Kỳ đã lên kế hoạch đưa tàu chở 1.300 tấn hàng viện trợ nhân đạo đến giúp người tị nạn ở Liban. Odyssey, tàu du lịch chạy vòng quanh thế giới trong 3 năm rưỡi, đã khởi hành từ Belfast, thủ đô Bắc Ireland sau 4 tháng mắc kẹt vì sự cố kỹ thuật. Khi ánh đèn xanh bật sáng cho phép hành khách lên tàu, hàng chục người đặt phòng và chờ đợi suốt 4 tháng qua đã rất vui mừng. Dự án mang đến cho du khách cơ hội mua một cabin và sống trên một con tàu đi vòng quanh thế giới. Trong chuyến đi đầu tiên, dự kiến du thuyền sẽ ghé thăm 425 cảng ở 147 quốc gia trên 7 châu lục. Chi phí cho hành trình trên tàu tùy thuộc vào chặng đến và hạng phòng. Trong đó có dịch vụ sở hữu một phòng trong 15 năm, giá dao động từ 2 tỷ đồng đến hơn 22 tỷ đồng, chưa kể phí hàng tháng. Cánh đồng điện gió Bạc Liêu được xem là nhà máy cung cấp phong năng lớn nhất Việt Nam lẫn toàn khu vực Đông Nam Á. Nơi đây có 133 cột tháp và tua bin có công suất mạnh từ 16 đến 83 MW đứng sừng sững trên biển. Mời quý vị và các bạn cùng tham quan cánh đồng điện gió Bạc Liêu qua những hình ảnh trong mục góc nhìn cuộc sống. Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh về góc nhìn cuộc sống đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.